Thống kê trong năm 2023, toàn quốc đã xảy ra hơn 3.400 vụ cháy, làm gần 300 người thương vong, thiệt hại về tài sản ước tính gần 900 tỷ đồng. Để giảm thiểu các rủi ro thiệt hại do cháy nổ gây ra, việc cảnh báo cháy sớm là điều vô cùng quan trọng. Tại buổi ra mắt showroom đầu tiên tại Việt Nam sáng nay, GAR.vn đã giới thiệu công nghệ phòng cháy chữa cháy và ngập lụt thông minh Ajax Fire Protect 2 đến với người tiêu dùng. Là sản phẩm báo cháy dựa trên nguyên lý theo dõi nhiệt độ và nồng độ khói Ajax Fire Protect 2, giúp đưa ra cảnh báo khi có cháy một cách sớm nhất và chính xác nhất, loại bỏ hoàn toàn nỗi ưu phiền về báo động giả. Độ tin cậy của thiết bị đã được chứng minh kiểm nghiệm tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thiết bị có khả năng hoạt động như một cảm biến độc lập mà không cần phụ thuộc vào bộ xử lý trung tâm. Nhờ vào còi báo động gắn trong và khả năng liên kết với nhau tại khu vực nội bộ, thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo với âm lượng lớn ngay tại hiện trường. Với tính năng này, hiện hệ thống Ajax Fire Protect 2 đang được triển khai thí điểm kết nối với ứng dụng HEP114 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy cơ sở. Điểm nổi bật, đặc biệt là đối với cái hộ liên gia, thì tất cả các thiết bị ở Ajax là đều là những cái thiết bị không dây. Vì thế, các hộ dân hoàn toàn là có thể cùng chia sẻ cùng một cái hệ thống và chỉ cần gắn vài thiết bị tại từng hộ dân là họ có thể tham gia cho một cái hộ liên gia. Vì thế là mọi người không cần phải đầu tư một cái hệ thống từ A đến Z mà chỉ cần một vài thiết bị thôi. Tại Việt Nam, Ajax Fire Protect 2 được phân phối độc quyền bởi GAR.vn, có showroom tại khu đô thị Lakeview, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.